Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thì thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ so sánh cụ thể giữa mẫu xe Yamaha NVIC phiên bản 1.5 của năm 2023 với mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 160 cũng của năm 2023 các bạn nha. Và các bạn đang theo dõi trên màn hình là mẫu xe Yamaha NVIC, một mẫu xe thiết kế hầm hố thể thao, rất phù hợp với những bạn nam giới vóc dáng cao to vạm vỡ một chút. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại Yamaha Mạnh Đạt 1 với địa chỉ cụ thể ở đường Điện Biên Phủ, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m đối diện với siêu thị Châu Tuấn. Sau đây thì mình sẽ review chi tiết về mẫu xe để các bạn có thể theo dõi cũng như so sánh với mẫu xe Honda E-Blade. Hệ thống đèn pha cốt di chuyển toàn bộ xuống dưới, kể cả đèn xi nhan và giải đèn mi của xe, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Phiên bản các bạn đang theo dõi là phiên bản màu đen nhám, tem màu vàng đồng các bạn nha. Phía trên chỉ là cái mão đầu đèn mà thôi. Thiết kế rất là hầm hố, to, mang đến cảm giác nhìn nó rất là hùng hổ các bạn nha, khi lưu thông trên đường với mẫu xe Yamaha NVIC này. Và hiện tại mẫu xe cũng được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS với ngàm phanh và đĩa phanh phía trước của xe, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Với cặp mâm được trang bị trên xe là cặp mâm màu vàng đồng, cùng với đó là kích thước lốp xe rất là to luôn. Lốp trước sẽ là 110/80/14, còn lốp sau là 140/70/14 các bạn nha. Tương tự giống như cái mẫu xe dạng Sportbike và Nextbike các bạn có thể theo dõi. Đều sử dụng lốp không sam. Bình xăng ở phía trước của xe giống như mẫu xe Honda E-Blade. Vị trí sàn để chân này rất rộng rãi luôn, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Và giảm xóc phía sau có thêm phần bình dầu các bạn nha, để tăng thêm cái độ êm ái cho mẫu xe các bạn đang theo dõi. Hai đèn xi nhan tách rời sang hai bên. Hệ thống đèn hậu của xe vẫn sử dụng bóng LED các bạn nha. Phải nói một điều rằng đây là một mẫu xe mà với những bạn nào vóc dáng cao to vạm vỡ một chút đi sẽ cực kỳ là ok. Máy rất nhẹ và êm luôn. Đây các bạn có thể nhìn chính diện ở phần đuôi xe cho mình. Cực kỳ thể thao, với những cái hốc ấy là cái tay dắt của mẫu xe này luôn, các bạn có thể lưu ý. Hiện tại trang bị cho xe ấy, với đầy đủ những chức năng như màn hình Full LCD hoàn toàn. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết, mình sẽ cui siêu luôn. Quá đẳng cấp rồi các bạn nha. Cùng với đó là các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn được trang bị đầy đủ. Có cả tắt bật đèn của xe luôn. Chìa khóa thông minh Smart Key, các bạn có thể theo dõi với ứng dụng Yamaha Moto Connect với mức tiêu nhiên liệu là 2,19 lít/100 km, cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với một mẫu xe ở phân khúc là 105 phân khối. Hốc để đồ phía trước của xe có cả cổng sạc 12V, rất tiện lợi luôn, các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết trên màn hình. Phải nói một điều, đây là một mẫu xe bản thân mình cũng rất yêu thích luôn bởi cái tính hầm hố của nó. Trang bị cho xe là khối động cơ Blue Core 4 thì 4 van SOHC làm mát bằng dung dịch với khối động cơ là 105,1cc xi lanh đơn, sản sinh ra công suất lên tới 15,4 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 13,9 Nm tại 6.500 vòng trên phút các bạn nha. Hốc để đồ dưới yên xe cực kỳ rộng rãi, lên tới 25 lít để các bạn có thể thoải mái để được rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau trong mẫu xe Yamaha NVIC này. Quá ấn tượng rồi. Hiện tại thì mức giá bán của dòng xe Yamaha NVIC phiên bản 105 các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây với mức giá bán cụ thể dao động trong khoảng tầm từ 53 đến 54 triệu thôi các bạn nha, là các bạn có thể sở hữu cho mình một mẫu xe cực kỳ hầm hố và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Với các màu sắc của phiên bản năm 2023, ngoài màu sắc đen nhám các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, còn có phiên bản màu bạc đen vàng, phiên bản màu trắng xanh và một phiên bản nữa, đó là phiên bản màu đỏ như các bạn đang theo dõi trên màn hình. Đây là hai phiên bản màu sắc nữa các bạn nha. Rất đẹp và cuốn hút luôn. Đặc biệt là phiên bản màu dạng màu xám ánh xanh bạc đen ấy thì nó sẽ có cặp mâm màu vàng chanh nhìn cực kỳ ấn tượng. Còn phiên bản màu đỏ đô, đây là một màu sắc phải nói là ấn tượng cho năm 2023 khi Yamaha Moto Việt Nam liên tục cho ra mắt những cái màu sắc đỏ đô như thế này trên các cái mẫu xe từ xe số phổ thông đến những mẫu xe tay ga cao cấp. Còn đây, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Yamaha NVIC là mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 160 các bạn đang theo dõi trên màn hình. Thiết kế của nó sẽ thon gọn hơn so với dòng xe NVIC. Đây là phiên bản đặc biệt các bạn nha, với màu xanh nhám đen rất ấn tượng luôn.
Hiện tại thì với thiết kế của xe, các bạn có thể theo dõi trên màn hình một cách cụ thể, cũng đưa toàn bộ hệ thống đèn pha, đèn cốt xuống dưới rồi. Phía trên chỉ là mão đầu đèn mà thôi, hệ thống đèn xi nhan thì nâng lên một chút thay vì là để đặt dưới gầm xe giống như dòng xe Yamaha NVX. Nhìn cũng cực kỳ thể thao các bạn nha, màu sắc rất ấn tượng luôn. Đây các bạn có thể nhìn ở mọi góc độ trên mẫu xe để đưa ra quyết định lựa chọn cho mình trong thời điểm hiện tại. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng bóng LED 100%, kể cả hệ thống đèn xi nhan. Nhìn thì nó sẽ thon gọn hơn vì là dòng xe Honda Everest hướng tới đối tượng là gia đình Việt Nam chúng ta. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều có thể điều khiển mẫu xe này một cách ok và thoải mái nhất. Cũng được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS trên phiên bản 160 với ngàm phanh Nissin 1 piston. Vị trí sàn để chân cũng tương tự NVX các bạn nha. Di chuyển toàn bộ bình xăng ra phía trước, bình xăng với dung tích là 4,4 lít các bạn có thể lưu ý. Khoảng sáng gầm xe của phiên bản này là 142mm, độ cao yên xe ở mức là 775mm. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh luôn. Hiện tại trang bị cho xe là khối động cơ. Mình sẽ chia sẻ một cách cụ thể để các bạn có thể theo dõi như sau. Loại động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng dung dịch sản sinh ra công suất là 11,2kW các bạn nha. Nếu để so sánh với dòng xe Yamaha NVX ấy, thì nó sẽ gần như tương đương. Dòng xe NVX là 11,3kW, các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy. Kèm theo đó nữa là mô men xoắn cực đại. Mô men xoắn cực đại của mẫu xe là 14,6Nm, nhỉnh hơn so với dòng xe NVX, các bạn có thể lưu ý là 13,9Nm. Các bạn lưu ý một cách cụ thể các bạn nha. Hiện tại thì dung tích bình xăng của mẫu xe Yamaha Honda Everest các bạn đang theo dõi trên màn hình là 4,4 lít. Nó sẽ nhỏ hơn một chút so với bình xăng của mẫu xe NVX là 5,5 lít trong thời điểm hiện tại. Hệ thống đèn hậu phía sau được làm rất là thon gọn luôn, tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe, chứ không làm mà tách biệt giống như dòng xe Yamaha NVX. Mặt đồng hồ cũng full LCD, các nút chức năng phím bấm trên xe chưa được đầy đủ, nhưng mẫu xe này loại bỏ nút tắt bật đèn của xe rồi. Chìa khóa thông minh Smart Key được trang bị trên mẫu xe, các bạn có thể theo dõi. Quá ok rồi các bạn nha. Cốp xe cũng rất rộng luôn. Trang bị cho xe ở đây các bạn có thể theo dõi trên màn hình các góc độ để các bạn có thể nhìn ngắm. Di chuyển bình xăng ra phía trước lên nào. Cái phần cốp xe cũng là một cái tiện ích rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại với dòng xe Honda Everest này. Hiện tại phiên bản này là ăn xăng ở mức là 2,3 lít trên 100km, có nhỉnh hơn một chút so với dòng xe Yamaha NVX. Quá đẹp và ấn tượng rồi các bạn nha. Hiện tại mức giá bán của mẫu xe là 56 triệu đồng các bạn nha. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp các bạn thông qua video này về hai mẫu xe Yamaha NVX và mẫu xe Honda Everest phiên bản 160 trong thời điểm hiện tại. Rồi, các giá này của mình, nếu các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Xe Lốp các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.